Bây giờ sẽ đấu thứ 5, trận quyết định ăn thua của trận đấu này là trận đôi giữa Cường Kiệt và Minh Bạch. À,
Đúng xem vừa rồi đó, em vừa rồi cũng 84 đó. Cường phải giao có một tí xoáy lên kẹt bạn mới chọn được. Đó. Còn giao cái xuống trả lại được nét này. Chúng ta thấy quang cảnh đang có vẻ giống như xét đấu thứ tư 95 và 97. Những giờ phút ra cuối đang rất hấp dẫn. 79 đôi Khương Kiền nắm giao bóng. Wow. Sao sao mà đi? 89. Một quá uổng cho đội Cường Kiệt. Pha penalty trước khung thành chống lốc vừa rồi. Bi sườn. Mười tám. Mẹ ơi, ông hỏi cái đánh kỳ vậy, tự nhiên cái quay vợt này quẹt gai cái bình thường. Tự nhiên người ta đang sợ cái bóng gai của mình quay vợt láng. Không, mình cũng bị cũng không phải em. Đừng có trái đâu. Mười đều quá căng. Không khí rất là
rộn ràng. Các nhà thi đấu. Người đâu? Đây kịch tính. Kiệt móc cái bánh nữa hay đó. À, quýnh là chết rồi. Móc lại cái bánh nó vô nó lằn ngoằn bằng khó đánh lắm. Rút ra. Xây lên. Mười hai đều. Quá trận này quá đáng đồng tiền bất gạo. Cưa băng đá đùng đùng thì vô để bia sườn để đánh luôn. Chỉ cần vài lá rồi, đúng là người hấp gì.
hết còn dễ đỡ, ok vô nước qua được. Mười bốn đều. Xin cười đi sao quá. Bây giờ nó còn muốn nhận nữa. Còn nhận nữa. Và 16-14 đôi cường Việt đã thắng tỷ số 16-14.